Hello, xin chào tất cả các em. Các em ơi nhìn này, đấy là kênh của Rosy. Và bên này, đó là kênh Kato TV. Các em ơi, các em hãy vào đó đăng ký kênh giúp anh nhé. Anh đã để cái link video ở bên dưới dòng mô tả. Các em hãy vào đó để đăng ký kênh ủng hộ anh nhé. Rosy. Ăn thua chưa? Các bạn ơi, bạn ăn được rồi, các bạn ăn thua rồi. Bạn có gì đọc được mấy cái đấy nào? Xem bạn có gì đọc được mấy cái nữa nhá. 15 cái rồi. Ủa bạn có gì vẫn tập kìa. Ui, kinh chưa? Ui trời ơi. Ăn tập nữa đi. Mệt rồi à? Mệt chưa? 20 cái rồi. Thế tập nữa đi cho khỏe người. Thế tập chứ làm gì? Thế nhỉ? Mà bạn còn tập khỏe thế nhở? Thử xem có cơ bắp chưa nào? Thử xem. Ui kinh chưa? Ui cơ bắp kìa. Ui kinh nhở? Kinh chưa đấy? Tập 30 cái. 30 cái rồi. Ui định tập 50 cái à? Thế lạnh nhở? Bây giờ con phải chạy mấy vòng tròn này đi nhá. Bây giờ con chạy đi nào. Chạy đi. Rồi, bây giờ bạn Cosi sẽ chạy mấy vòng ở đây. Đúng rồi. Chạy từ từ thôi. Rồi, chạy từ từ thôi nhá. Một vòng. Hai vòng. Chạy chậm thôi, không chạy nhanh. Đâu rồi, chạy đi. Hai vòng rồi. Chạy tiếp. Ba vòng. Bốn vòng rồi. Khéo ngã. Mệt chưa? Còn mệt rồi, thôi mình nghỉ nhá. Chạy. Ra chưa còn trượt đi. Hả? Cái này có phải tắm đu như thế đâu. Ok, các bạn mặt kìa. Thôi đừng ra đằng đấy nữa. Ra chưa còn trượt đi. Rất là nhiều bạn nhỏ chơi cột trượt các bạn này. Hả? Kìa. Bắn chân vào ngã. Kéo ngã đấy. Không ăn đeo ngược thế. Úi dồi ôi, có bạn ngã kìa. Em bé này ngã chầm cưa nhưng không sao. Không khóc luôn. Nãy cậu chưa xoắn.
Xuống đi. Chết đi. Chạy nè. Đâu rồi? Trốn nè. Chào cây, có chết chào cây à? Ờ. Thấy có hai con chim ở trên cây to rồi. Chào đi. Chào nói không? À. Ờ. Chào cây, chào cây, cố lên. Không biết chào à? Tạm biệt. Chào Nga. Một bên thôi nha, một bên thôi. Bỏ dép ra. Rồi neo của bên rồi, đúng rồi. Khéo ngã nhá. Thôi đu đi bây giờ, đu xả đi, Bỏ đây. Đu mạnh áo, đu lên, đu co người lên, co lên. Khéo ngã em, à, đứng rồi, không ấy thế, ấy. Bảo không ấy thế mà. Nhưng mà trơn ngã. Tay nó bám vào kia, nó tròn, nó không ấy rơi ngay. Đấy đưa em lên. Không được đưa em thế nha, đưa như vừa đấy là ngã đấy. Đấy đu lên, đu lên. Đu người lên. Hà Ninh đu được cái nào không? Đu người lên này, cái kia đu kia. Không đu được cái nào ra xem Hà Ninh đu được cái nào. Đu người lên như người ta đu ấy, hai tay. Đấy phải đu như thế đấy, nhưng mà bằng không phải bằng chân mà đu bằng tay. Thì ở đấy đu như anh kìa đấy. Xem được mấy đu mấy xà được mấy cái. Rồi đi. À đi ơi, đi quay bố đu xem bố đu mấy cái. Rồi các bạn ơi, bây giờ thì anh sẽ đu xem là anh đu mấy cái nhá. Còn bố này. Bố đu thử xem mấy cái. Bây giờ cùng xem bạn bò si đu nhá, bắt đầu đu chưa? Bây giờ rồi bây giờ xem bạn có si đu xem được mấy cái nhá. Bố lên Hà Ninh ơi, Hà Ninh bế em lên để em đu thử xem được mấy cái. Bế ra từ giữa kia, từ giữa. Rồi chuẩn bị chưa, nữa ra rồi chuẩn bị chưa, đu chưa nào, bắt đầu. Không bám vào đấy, đu đi, thả chân thẳng xuống. Ok, làm gì đây? Đu đi nào, bắt đầu. Nào lên, đu lên. Đu mạnh lên. Không đèn nổi à? Không nổi cái nào cả. Không đu lên thôi chứ. Tòa không đu cái nào luôn, chỉ đu được bây giờ thôi xuống ấy thôi. Đấy, đu lặng lắm, đu cả người mình lên cơ mà. Thành đu cái nào, xem được cái nào. Đu ấy. Ôi giời ơi. Bố được ba cái. Ba. Quay lại. Quay nữa. Đó đấy đu thi. An đu ra. Đấy, ai rơi xuống trước đấy thua nhá. Rồi, Hải Ninh đây đi. Hải Ninh an nó lên từ đấy rồi. Rồi, bắt đầu nhá. Ai rơi trước đấy thua nhá. Hải Ninh mệt, mỏi tay, Hải Ninh mỏi tay rồi. Chỉ cái tay còn rơi rồi. Cố lên. Ôi, Hải Ninh mỏi tay rồi. Chắc cái Hải Ninh rơi rồi. Hải An rơi chưa? Không rơi chưa? Ôi, chưa. Không, Hải Ninh đang nhìn cái tay Hải Ninh trãi thật rơi rồi kìa. Còn thua rồi. Chưa thành. À, Hải Ninh chưa nhá. Rơi rồi, Hải An xuống đi, Hải An thắng rồi. Hải An chưa thắng rồi, xuống đi. Vẫn khuyến mại thêm rồi. An siêu thật đấy. Quá siêu rồi.
cao lắm, con hồng đu đấy núi cao lắm, ăn quá trương rồi, ở đây không thua. Hả? Thế Hải An có bị đau đấy? Bây giờ chơi lại không? Thế? Cái nổi bố ở trước anh bế. Bố ở trước anh bế. Thôi Hải An là người vô địch rồi. Hải An lúc nào cũng chiến thắng luôn. Rồi các bạn ơi, vậy là các bạn nhỏ đã chơi ở dưới này thoải mái rồi. Bây giờ thì chuẩn bị lên trên nhà và cơm bữa tối các bạn ạ. Các bạn nhỏ ta làm một kiểu ảnh kỷ niệm. Ê má con xin ngồi xuống. Không thèm. Nhanh nhanh nhanh. Đi đi thôi. Chúng mình lên chung cư tiếp. Let's go. Ai sẽ về trước người thắng. Hả? Số về thì ai đến chỗ là có thằng trước người thắng luôn. Kéo kìa, xe kìa, xe kìa. Nguy hiểm quá. Hãy phát cả các bạn chạy thẳng về chung cư luôn kìa. Buông xì. Gôn xì.